hết bị nhận nhầm là người giúp việc, bà xã nghệ sĩ nhân dân Công Lý lại bị lầm tưởng là shipper. Dòng chia sẻ của bà xã nghệ sĩ nhân dân Công Lý nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Khác với hình ảnh lộng lẫy trên mạng xã hội, khi ở nhà bà xã nghệ sĩ nhân dân Công Lý chuộng trang phục giản dị. Trên trang cá nhân, bà xã nghệ sĩ nhân dân Công Lý tiết lộ việc cô gặp tình huống dở khóc, dở cười. Ngọc Hà kể, chạy xuống siêu thị mua 30 hộp sữa chua mà bác đi cùng thang máy hỏi, em làm shipper à? Em bán những mặt hàng gì? Tôi nghẹn ngào nói, nhà em ở tòa này bác ạ. À. Em mua sữa chua cho chồng em rơi. Bác ấy nói, ừ nhìn em a tưởng cô giao hàng. Không chỉ bị nhận nhầm là shipper, bà xã nghệ sĩ nhân dân Công Lý trước đó còn tiết lộ cô bị người ngoài lầm tưởng là giúp việc. Mỗi lần đưa chồng vào viện, Ngọc Hà cũng không quá chú trọng vào ngoại hình. Cô thường xuyên để mặt mộc, ăn mặc đơn giản. Ngọc Hà chia sẻ, đi vào viện mà được mấy chị gái khen. Em gái này trẻ quá đã đi làm giúp việc. Hồi chăm chồng ở viện, có chị bệnh nhân còn hỏi, em có đói chị cho suất cơm của chị. Bà xã nghệ sĩ nhân dân Công Lý còn giải thích, thú thật, ảnh Facebook và ngoài đời em khác nhau lắm. Lên Facebook là giống ảo, chứ ở ngoài em giống hệt đồng nát đấy các bác ạ. Nghèo lại còn nhà quê. Trong thời gian nam nghệ sĩ bị bệnh, bà xã Ngọc Hà là người luôn túc trực, không ngại vất vả để chăm sóc tốt nhất cho chồng. Hiện tại, nhờ sự chăm sóc của bà xã và sự tập luyện theo hướng dẫn của bác sĩ, sức khỏe của nghệ sĩ nhân dân Công Lý đang hồi phục rất tốt. Ngọc Hà kém chồng Công Lý 15 tuổi, cả hai kết hôn vào đầu năm 2021 và gắn bó với nhau 5 năm trước khi về chung một nhà.